Thành phố Tuyên Quang là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của tỉnh Tuyên Quang, có tổng diện tích trên 184 km2 với 15 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm 10 phường và 5 xã. Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, thành phố Tuyên Quang đã có sự vào cuộc chủ động, tích cực của cả hệ thống chính trị cùng sự chung sức, đồng lòng của nhân dân. Đến hết năm 2018, thành phố đã hoàn thành xây dựng 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm An Khang, Tràng Đà, Lưỡng Vượng, Thái Long, Kim Phú, đồng thời xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ Tiêu chí Xã Nông thôn mới nâng cao, đặc biệt đối với các tiêu chí thu nhập, giao thông, trường học, môi trường. Thành phố Tuyên Quang trong suốt hành trình đó cũng không ngừng chuyển mình cùng con người nơi đây. Xác định xây dựng nông thôn mới là chủ trương của Đảng và Nhà nước, là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị. Thành phố Tuyên Quang đã chọn xã An Khang là một trong 5 xã thực hiện chỉ đạo điểm để xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Quá trình tổ chức thực hiện đã bổ sung thêm xã Tràng Đà, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp, phân công thành viên phụ trách từng tiêu chí, ban hành kế hoạch, lộ trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới từng năm và kế hoạch nâng cao chất lượng tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới theo từng giai đoạn. Nghiên cứu, ban hành và triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ để thực hiện song song với chính sách chung của Trung ương, của tỉnh, như làm cống thoát nước ở khu dân cư, hỗ trợ xây dựng đường bê tông ngõ xóm, đề án hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, lát vỉa hè, trồng cây xanh công cộng tại khu dân cư, xây dựng nhà văn hóa thôn xóm, tổ dân phố, phát triển sản xuất, hàng hóa, giáo dục theo phương châm nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ cộng đồng, doanh nghiệp, người dân trong xây dựng nông thôn mới, thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Cùng với đó, thành phố Tuyên Quang đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào thi đua Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới. Với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, diện mạo nông thôn đã đổi mới toàn diện. Cái được khi vào nông thôn mới được nhất là bà con là được hiểu, biết được cái về nông thôn mới là cái xây dựng được những cái cơ sở hạ tầng này. Ví dụ như là ở đây là cái quan trọng nhất là như nhà văn hóa này. Trước đây là báo cáo là chưa có nhà văn hóa, nhưng mà từ khi nông thôn mới là được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước này, đã xây được một cái nhà văn hóa khang trang này, mà cũng hệ thống đường của trong thôn là đều được bê tông hóa toàn bộ và hệ thống kênh mương, thì từ đấy bà con rất phấn khởi để yên tâm làm ăn. Cụ thể, 45,13 km đường từ trung tâm xã đến đường huyện, 84 km đường trục thôn, 112,2 km đường ngõ xóm được nhựa hóa, bê tông hóa, 40,46 km đường trục chính ra đồng được cứng hóa. Về nông nghiệp, diện tích đất trồng lúa hai vụ trên địa bàn thành phố được tưới chủ động đạt 1.644,231 ha, tương đương 91,6%. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh thực hiện. Đến nay, trên 96% diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn được cơ giới hóa từ khâu làm đất, gieo trồng, thu hoạch, tạo thành các vùng sản xuất tập trung như vùng trồng cây ăn quả diện tích 346 ha, trong đó cây bưởi 216 ha tại xã Kỳ Phú, Thái Long, Lưỡng Vượng. Các vùng sản xuất tập trung đã cho hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với sản xuất nhỏ lẻ, cho lợi nhuận từ 200 đến 400 triệu trên 1 ha trên một năm. Giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất nông nghiệp đạt 120 triệu đồng trên 1 ha. Đã hình thành được một số chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp như mật ong Tuyên Quang, chè Ngọc Thúy, bưởi Thái Long. 100% hợp tác xã nông nghiệp hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Thống kê đến 31 tháng 12 năm 2020, giá trị sản xuất trung bình trên 1 ha đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đạt 87,21 triệu đồng trên 1 ha trên một năm. Đến hết năm 2020, thu nhập bình quân đầu người tại 5 xã đạt bình quân trên 40 triệu đồng trên một người trên một năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,63% năm 2015 xuống còn 0,66% năm 2019. Từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn từ nông nghiệp chuyển dần sang lao động phi nông nghiệp với tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên 94%. Thì trong cái chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới thì có những cái thành tích nổi bật của xã, như là hiện nay chúng tôi cơ bản là 100% các tuyến đường nội thôn liên thôn là đã được bê tông hóa, hệ thống kênh mương nội đồng thì phục vụ 100% diện tích, trên 500 ha lúa là hàng năm là được tưới tiêu đảm bảo diện tích gieo cấy. Cái thứ hai nữa là cơ sở hạ tầng ở cơ sở như hệ thống nhà văn hóa các thôn thì chúng tôi cũng đã vận động bà con nhân dân đóng góp với sự hỗ trợ của nhà nước, thì hiện nay tất cả các thôn đều có xây dựng nhà văn hóa khang trang để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng dân cư. Cái nữa là cái thu nhập của người dân thì được nâng lên rõ rệt. Từ năm 2011 thu nhập mới dưới 7 triệu đồng một người một năm thì hiện nay chúng tôi đã đạt trên 47 triệu đồng trên người trên năm. Và phấn đấu năm 2021 sang 2022 thì chúng tôi sẽ phấn đấu đạt khoảng 48 triệu đồng trên người trên năm. 100% số xã có hệ thống điện đạt tiêu chuẩn, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật ngành điện và sử dụng thường xuyên, an toàn. Các trường có khuôn viên đủ diện tích theo quy định trường chuẩn quốc gia. 100% các trường có nguồn nước sạch hợp vệ sinh, có hệ thống tiêu thoát nước, sân chơi, bãi tập, khu nhà vệ sinh riêng, đảm bảo theo quy định. 100% học sinh được học 2 buổi trên một ngày. 14 trên 17 trường đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất. Trung tâm văn hóa, thể dục, thể thao, hoạt động có hiệu quả, kết nối được hoạt động của các xã. 5 trên 5 xã có nhà văn hóa đa năng, đảm bảo quy định. 62 trên 62 thôn có nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng, khu thể thao, sân thể thao, có trang bị một số thiết bị cần thiết phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí để trẻ em, người cao tuổi hoạt động văn hóa thể thao. Hoạt động thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội hàng năm tăng trên 12% trên một năm. Mạng lưới bưu chính viễn thông có dịch vụ điện thoại và Internet băng thông rộng, phục vụ 100% số thôn xóm, 100% số xã có mạng nội bộ và được kết nối Internet, 100% cán bộ công chức được trang bị máy tính, phục vụ cho công việc. Đảm bảo không có hộ ở nhà tạm, nhà rột nát, với 92,5% số hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định. Trong suốt thời gian trở mình để khoác lên màu áo mới, thành phố đã huy động được tổng nguồn lực trên 570 tỷ đồng, trong đó nhân dân tự nguyện tham gia đóng góp trên 22,8%. Điển hình tại thôn 7, xã Lưỡng Vượng, ông Nguyễn Hữu Hoạch đã góp khoản tiền lên đến 80 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa cho bà con sinh hoạt cộng đồng. Xuất phát từ tình hình thực tế tại thôn 7, xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang mà chưa có nhà văn hóa, mỗi khi sinh hoạt thì lại phải sinh hoạt tại nhà riêng của trưởng thôn hoặc là phó thôn. Cho nên tôi thấy rằng là để phấn đấu để trở thành nông thôn mới thì cần phải có một nhà văn hóa. Thế mà nông thôn thì rất là khó khăn, nhân dân đóng góp thì không đủ tiền để xây dựng. Thì bản thân tôi cũng mạnh dạn là tài trợ cho thôn mỗi khoản tiền là 80 triệu. Để thôn có một cái động lực để cùng nhau đóng góp để xây dựng nhà văn hóa. Các nguồn vốn được quản lý chặt chẽ, đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả, trong đó ưu tiên đầu tư phát triển các công trình hạ tầng kinh tế xã hội gắn với sản xuất và dân sinh như giao thông, điện, thủy lợi, trường học, trạm y tế, cơ sở vật chất văn hóa, nước sạch, vệ sinh môi trường, xử lý rác thải tập trung. Quá trình tổ chức thực hiện các dự án xây dựng cơ bản đảm bảo xác định được nguồn vốn đầu tư nên không còn nợ đọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Cùng với nguồn vốn xã hội hóa và hỗ trợ ngân sách, các cấp, các xã tập trung vận động nhân dân chủ động sửa chữa, xây dựng nhà ở đảm bảo đạt chuẩn cùng nhiều hạng mục hạ tầng kinh tế xã hội, đảm bảo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, văn minh. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cũng như là cái sự đồng tình ủng hộ của toàn thể nhân dân thì trong cái giai đoạn vừa qua, tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành được 47 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số tiêu chí bình quân trên xã là trên 15 tiêu chí và đã xây dựng hoàn thành cái mục tiêu là hoàn thành thành phố Tuyên Quang hoàn thành cái mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Về cái mục tiêu của giai đoạn tới từ nay đến 2025 thì tỉnh sẽ phấn đấu có 70% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tính số tuyệt đối được khoảng 87 xã. Với 30% là số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và khoảng 26 xã. Và 10% đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thì ngành đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh xây dựng cái kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Và xây dựng cái tham mưu phối hợp với huyện Hàm Yên là xây dựng cái đề án xây dựng huyện Hàm Yên đạt chuẩn nông thôn mới trong cái giai đoạn tới. Trong cái mục tiêu ấy thì là sẽ phấn đấu có một cái huyện đạt chuẩn nông mới, đó là cái huyện Hàm Yên. Trong các cái nội dung này ấy thì chúng tôi đặc biệt quan tâm chú trọng đến ba cái tiêu chí chính, đó là cái tiêu chí về môi trường nông thôn, hai là tiêu chí về thu nhập, cái thứ ba là cái tiêu chí về tổ chức sản xuất. Chặng đường sau hơn một thập kỷ thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến các xã và nhân dân trên địa bàn thành phố Tuyên Quang thể hiện tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, vượt qua khó khăn, không ngừng nỗ lực, vươn mình đổi mới để hôm nay thành phố được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong niềm hân hoan, phấn khởi của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố Tuyên Quang nói riêng và cả tỉnh Tuyên Quang nói chung.